Trái 35 ngày rồi, bơm sửa trái được đợt 3 có được không em? Được, các bác cứ sửa trái từ cái giai đoạn từ 10 15 ngày có sửa liên tục. Thực chất là sửa trái là gì? Sửa trái nó chỉ là những cái gọi là từ gọi là mỹ miều thôi. Thực chất là các bác phải điều chỉnh lại dinh dưỡng thôi, điều chỉnh lại NBK thôi, đạm, lân và kali. Thì đa số những cái thành phần như vậy thì nó sẽ có ví dụ như 5% đạm. À, hoặc 15% hoặc 20 hoặc là 12% kali. Quan trọng nhất vẫn là kali cao và lân thì cũng ít và đạm ít để làm sao để kích thích cho nó tròn cái trái. À, đúng không? Nếu gọi là sửa trái. Còn cái câu chuyện mà sửa trái bằng tin như hôm trước em Khánh chia sẻ với cô dì chú bác đó là mình dùng các cái dòng thuốc tin thì nó nóng thì mình làm cho nó không sinh trưởng được nữa, không sinh và không phát triển luôn khi mình phun vào cái, nhưng mà điều kiện thời tiết là phải mát nha. Cái thời tiết mà nóng quá trên 36 độ C là rất là căng, đúng không ạ? Dưới thời tiết mát thì các bác để tin một phát thì làm sao trái nó đứng, đúng không ạ? Bao nhiêu số các bác ở đây là trái nó đứng thì trong khi đó mình cộng với việc mình bơm dinh dưỡng cái gốc hoặc là cao lá thì nó bơm cho năm cái hộp đây nó được phát triển hơn, nó được mạnh hơn, nó được tròn hơn giống như quả bóng. Bao nhiêu số các bác ở đây đã nhớ cái bài mà em Khánh chia sẻ tin rồi thì hãy comment số 1 cho em Khánh nào. Comment số 1 cho em Khánh bác.